đây suốt ngày. Lửa vẫn chẳng đứng với trong tim mình. Tôi nhớ ai chẳng gì đến sau mình cùng sống đường chân trên lang thang kỷ niệm hành tuổi tiên. Nguyên năm mươi, nguyên năm mươi, không năm mươi, không năm mươi một, năm mươi con số thì đây, cái gì ra số thì đây, số thì đây, số thì đây. Mày đi đi 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 mày đi đ
đang mong nghe là giò số dù, mong nghe là giò số dù bao cái gì đây mây gì ra đi vô rừng mà bọc bao cái bàn chỉ trong vô bên nào vui cắn với là bông sồng còn còn vô bắt đầu em kêu luôn tôi mây gì đây tôi mây gì đây mây gì ra cùng mắt vắng mắt như chừng chừng sớm ta hai đứa ở hai nơi xa thờ mà đường cá nhân mùa đi nắng nắng đường sơ tóc nhớ đường sơ tay con số bảy
Dạ, ai chưa mé anh chị mình ai chưa mé mình giơ cánh tay lên anh chị mình ơi. Ở giờ lên nhá, để mình cho nhân viên thấy được điều động nhân viên. Hoặc là anh chị mình thấy là nhân viên nào mà tới chỗ mình rồi đó, ví dụ mình thấy hương quả đi tới, mình nhờ mình mua dùng hương quả anh chị mình ha. Tội nghiệp nó đi rồi, hư bắt nó lại, nó làm biến lại lắm anh chị. Con đó được cái vậy đi xa rồi nó làm biến quay trở lại vậy đó. Anh chị nào thấy mà có người tới rồi mình bán luôn, mình mua luôn vậy đó. Hả? Chữ lộn không nổi hả? Chứ nãy giờ muốn cười lắm rồi phải không? Ừ, chút lên chửi chị nha. Giờ ai chưa nhé anh chị? Đó, mình giơ cái tay lên. Thì một lần nữa anh chị là mình mới đi vô tới, mình nhớ qua bên tay trái nhân viên để thuê một cho mình một chiếc ghế cho mình ngồi từ màn đầu cho đến màn cuối. Và đêm nay là một chương trình rất quyên cho buổi tối ngày hôm nay, cũng là đêm thứ bảy, thì cô chú chị mình sẽ được gặp gỡ lại với một rất quyên, đó là rất quyên Suri. Và kìa, anh chị có thể ngồi gần kế bên cái lo anh chị, và sát cái lo luôn cũng được. Dạ không sao hết, đó mình lấy đồ mình nhé cô tay lại chút xíu thôi anh chị mình ha, để cho dễ thấy. Rồi, một lần nữa anh chị nào chưa bé mình giơ cánh tay, và anh chị nào con bé rồi hãy nhắm mắt lại sáng đi. Dạ, xuống. Y la
gì đây, bạn gì đây, ngày nào chúng ta chờ mong nhớ thương, yêu làm khi nhớ vũ đau tình thương. Chúng ta gì người hãy nói đi, nói ra để nghe bớt cơn sầu này. 37 Hãy subscribe.
bông 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 giờ ba mươi á, và kiểu trong thưởng ra bên ngoài luôn anh biết đi ơi.
Rồi và câu hỏi tiếp theo của em vẫn y như tuổi 10.000 đồng một vé. Các bé nghe quý vị, là những người đẹp chúng em đang đạo bước bên dưới phục vụ cho quý vị mình. Rồi con số vừa kêu qua là con số 57. 57 có bộ 27 có ai? Số 10. Số 2. Rồi xin chúc mừng anh nào. Rồi bé trai 57. Em có 1. 27 có 2. Số 10 có 3. Rồi số 2 đi Giang luôn. Dạ có 4. Rồi mời 2 quý chương nhân qua bên đây chúng em rút số là 2 số lớn. Thì lấy con lớn cho mẹ, 2 số nhỏ thì nhận qua con lớn nhỏ luôn hả? Ta đớt rồi, ta nói từ từ thôi. Nghe về em chàng nói chậm quá sao nó trì nữa. Rồi kiểm tra số đi con. Đây con đây. Rồi em trai rồi 60 rồi. Thôi rồi. Rồi con bé này 29. Điểm chùi luôn. Đang trong đây chung quanh người rất kìm luôn. Rồi đã em trai chồng chung quanh đó con bố cự đi ha. Rồi anh em ơi. Em ơi chồng chung quanh con bố nhỏ này chưa. Rồi bên chúng em một chuyện cho bạn không anh nhìn lời chung quanh. Cái anh trai mình chồng chung quanh đó con bố cự thì bạn nhỏ luôn. Rồi bé mình như cùng 10.000 đồng nữa sau đó mà con mình là biết gì. Thì bây giờ đặc biệt tới tiếp ngay mà con mình là tới tiếp ngay. Đặc biệt mà con mình đừng bỏ ra được sớm ha. Thì tới tiếp ngay cái gì mình sửa trở lại với là sắc nghiêm suri phục vụ cho bà con mình cái buổi tới tiếp ngay sẽ làm cho không khí sơ động và bốc rất là sơ bốc lửa trong buổi tới tiếp ngay. Có những vòng lời đặc biệt như thường lệ là những vòng lời đặc biệt với vị mình đã biết rồi với tiếng em xin mời thử rất là có giá trị em có thể nói ngay cho bà con ha. Đây, rồi bây giờ bên trái bên phải chúng em phục vụ cho bà con mình vẫn như cũ luôn 10.000 đồng mà con là xin lấy. Xin